Hello, xin chào mọi người. Đây là các lông mày hoa vừa hoàn thành xong. Đây là một cái màu nâu đậm. Này, mọi người nhìn hạt nhé. Rất là đẹp luôn. Và bong ra nó giữ 95% màu nhé. Cái dáng này. Đó, dáng rất là xinh luôn. Cam thường 100%, mọi người nhìn thấy lỗ chân lông của chị không? Và không dùng áp đâu. Đèn này nó cứ nháy nháy nháy. Họ cho ánh sáng trắng luôn này. Đó, đèn nó cứ nháy nháy. Đó. 100% cam thường nhá. Để cho mọi người xem mịn như nào nhá. Đó, rất là mịn. Này, dáng rất xinh luôn nhá. Đó. Và đây là máy vi chạm. Máy này sẽ giữ hạt rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt là bong xong thì nó sẽ đẹp luôn. Sau khoảng tầm 1 tuần thôi nó cũng đẩy mực lên khá là tốt rồi. Nếu như các bạn nào muốn nhanh thì hãy bôi dưỡng đều. Đấy, thì nó sẽ đẩy màu nhanh hơn. Bởi vì sau khi mà chúng mình phun ấy thì cái kim nó sẽ đâm xuống dưới da đúng không? Thì cái mực nó sẽ chìm dưới da. Vì vậy nó cần có một thời gian khoảng tầm từ 2 tuần đến 1 tháng để nó đẩy lên dần trên bề mặt thì màu cái lông mày nó sẽ đều hơn. Đó. Nhìn cái giá xinh không ạ? Ừ, rất là đẹp luôn đấy nhá. Chị này kiểu gì cũng qua Tết cũng phải thịt cái môi của chị nữa. Nhìn cái môi xấu quá. Đó, rất là đẹp. Chị bảo chị chưa đi làm đẹp bao giờ, chị sợ, sợ lại làm không đẹp. Rất là xinh luôn nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Và sẽ phải được tắt lại stream rồi.